Đây, đây, đây này, nó có đây rồi, đây này, đây này. Dạ, đây con mới có 9 thôi ạ. Mới 9 cái, đây cái là 10 rồi, đây cái là 10. Chúng ta thấy thật là tuyệt vời, tạ ơn Chúa, thưa anh chị em. Chị đứng ngay đó, chị làm sao mà chị đưa cái 9 cái máy này để làm gì đây? Tạ ơn Chúa, chị được ơn gì? Con được nhiều ơn lắm. Vì con xin nói một ơn là ơn con năm ngoái, con cái con nó cờ bạc, rồi lô đề, rồi nó chơi bời gái gú, rồi đủ mọi thứ, chuyện trộm cắp gia đình, rồi cắm xe máy, rồi mượn xe của ai nó cũng cắm hết chứ ạ. Rồi con nói không được, mà cháu thì nó có gia đình rồi, có vợ có con rồi, rồi nó đi theo gái, nó bỏ cả vợ có con nó, rồi con cứ cầu nguyện Chúa, rồi con cầu xin mãi mà Chúa cũng không nhận lời con, thì con buồn lắm. Con buồn mà con tuyệt vọng, vì con cái con thất vọng thì con đau khổ lắm. Mà con bị trầm cảm, con cứ dốt mình trong buồng con nằm. Vì con bảo con xin mãi mà Chúa không thương, Chúa không cho con. Rồi cuối cùng nhà con cũng mở mạng ra, rồi nghe thấy cha giảng ở trên mạng, rồi con cứ nằm, rồi anh ấy bảo là con lên để nghe, thì con bảo con không nghe, con giận Chúa, con không nghe. Vậy xong rồi anh ấy mở to để cho con nghe, thì anh mở to thì con nghe, con nằm nửa buổi sáng con nghe, thì con nghe thấy xong con dậy. Con dậy con lên con nghe, thì từ đấy đi là con xin lỗi Chúa và con giận Chúa, con bỏ Chúa mất nửa tháng. Con không ra nhà thờ, con cũng không đi đọc kinh tối sáng nữa. Rồi từ khi đấy thì con nhận Chúa xong, con anh ấy mở cho con nghe, thì con bám vào Chúa, con cầu nguyện, con cầu xin, thì con tạ ơn Chúa đến nay là con cái con cháu đã được trở về đoàn tụ với vợ với con, và cháu đã ngoan ngoãn. Cháu sinh năm 91, thằng sinh năm 91, thằng sinh năm 93. Vâng, cả hai thằng nó đều chơi bời như vậy ạ. Con được 4 cháu ạ. Con được 3 trai, 1 gái. Hallelujah! 3 trai, 1 gái mà hai thằng con trai ăn chơi đủ thứ chuyện như vậy. Rồi nhờ đâu mà chị biết giáo điểm tin mừng mà là chị đến đây nữa? Dạ, con nhờ cái mạng, vì con tuyệt vọng quá thì con cứ nằm, con dốt mình trong buồng, thì chồng con cứ thỉnh thoảng lại vào bắt con mở mắt ra, chồng con sợ con chết. Vậy xong là chồng con với buồn, chồng con mở mạng ra thì nghe thấy cha giảng ở trên mạng. Xong chồng con mới bảo là dạy, em dạy mà nghe, nhưng mà con cũng không nghe. Vậy chồng con mở rõ to để cho con được nghe. Vậy là con nghe được nửa buổi sáng, anh ấy mở to cho con nghe hết, cha giảng hết bài này đến bài kia, anh cứ mở. Vậy xong là con dạy là con nghe. Con thấy cha giảng xong con khóc lắm, con khóc nhiều, con khóc vì tội lỗi của con, mà con giận Chúa vì con xin xong Chúa không nhận lời. Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương càng thương. Chúng ta thấy nhiều lần đã giận Chúa, giống như hai vợ chồng cũng đã giận nhau, nhưng mà giận thì giận mà thương thì thương. Giận thì giận mà thương càng thương. Cho nên chúng ta càng giận Chúa bao nhiêu, Chúa càng thương chúng ta bấy nhiêu. Cầu chúc cho anh chị em, những người đến mừng ngày lễ hôm nay, hay vợ chồng lúc nào có giận nhau, thì hãy nhớ câu chuyện của người chị em của chúng ta. Con đã giận Chúa mất nửa tháng mà đi vào trầm cảm, vì Chúa đã không nghe lời của con. Nhưng đó chỉ là thử thách mà thôi. Cuối cùng Chúa đã nghe, không những nghe một mà còn nghe hai, không những ban một mà còn ban gấp 10. Cả hai đứa con đều quay trở về với vợ con. Chị ấy hết bệnh trầm cảm, chị nên đứng để làm chứng cho Chúa, và chị tặng cho cái người mà đang cần, người ngoại đạo đang cần đúng 10 cái máy, thì chị có 9 cái máy và tôi đóng góp một cái là 10. Chúng ta thấy Chúa tính toán từng chi tiết một. Làm sao tôi biết hai người này quen nhau? Làm sao tôi biết mà tôi xếp cho chị này lên trước, chị này đến sau? Và đó là quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Anh chị em đã thấy rõ như là Simeon ơn cứu độ. Hôm nay mắt chúng tôi đã, tai chúng tôi đã, tay chúng tôi đã, và chúng tôi đã đến, và chúng tôi đã tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Amen.